chạy dưới lên hả? Chạy từ dưới chắc dưới cửa chạy kiểu lên á. À, hồi nãy con vừa ra hẻm chú đi sao chạy khu 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 tiền không luôn. Dữ vậy, con có dưới ào ào lên là nó hồi lúc ba vừa chạy ra rồi tới đây nó đụng vô cái gì hay gì nó uống phải chặn xe nó. Ủa hôm mai nó đụng đẳng nó quẹo qua đây là chết cha nhà này rồi đụng thiệt mẹ. Ừ chạy từ dưới xuống hú càng dữ lắm luôn á. Vậy hả? Con sao biết đâu chạy từ dưới hẻm ra nè con đi học nè. Ôi vậy hả? Rồi một chiếc giao thông nó chạy đầu tiên rồi xe bụi quá trời luôn. Lên đây người ta mới dẹp hết đường ra để cho nó chạy lên đây.